Chào mừng các bạn đến với Ben Channel. Có thể nói, sắp tới đây, trận đại chiến giữa hai chú thực sự bá đạo nhất Jujutsu Kaisen lại càng trở nên căng thẳng hơn khi mà trước đó, ông thầy vua nhộn của chúng ta đã có một màn chiến đấu vô cùng liều lĩnh, đánh sập miếu của vua Nguyên Hồn ngay trong lãnh địa của hắn. Quả là chú thực sự mạnh nhất thời hiện đại đúng không? Tuy nhiên, nếu là fan của Gojo thì chắc các bạn cũng đã biết rằng ông thầy này biết rất nhiều điều, thậm chí là có những bí mật mà ông thầy vẫn chưa muốn tiết lộ mà chỉ muốn chôn vùi những bí mật này. Vậy, Gojo đang giữ những bí mật nào và liệu nó có liên quan tới những biến số cho trận chiến với vua Nguyên Hồn hay không? Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem Gojo đang giữ những bí mật nào nhé. Kế hoạch cứu Megumi. Thực sự thì cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết được kế hoạch cứu Megumi của Gojo là gì. Phải nói rằng ông thầy này không chịu tiết lộ bí mật của mình cho bất kỳ ai, mà chỉ âm thầm thực hiện nó. Tuy nhiên, dựa vào sự tự tin của Gojo thì có thể thấy rằng ông thầy dĩ nhổ rất chắc chắn với kế hoạch của mình. Bởi lẽ như các bạn cũng đã biết đó là Gojo là một người cực kỳ thông minh và biết tận dụng những gì mà mình có. Vì vậy mà khả năng rất cao, ông thầy đã lên sẵn một kế hoạch chi tiết để có thể cứu cho bằng được người học trò của mình. Tuy nhiên tới nay thì vẫn chưa thấy bất kỳ một ai nhắc về kế hoạch này của ông thầy dí nhố. Vì vậy khả năng cao nhất có lẽ là Gojo còn đang giữ bí mật cho kế hoạch của mình. Và theo như giả thuyết của mình thì nó có liên quan trực tiếp tới ngón tay cuối cùng của Sukuna. Vua Nguyên Hồn từng cho rằng Gojo chính là người giữ ngón tay cuối cùng của hắn. Vì thế mà có thể là kế hoạch của ông thầy này để cứu Megumi sẽ liên quan đến ngón tay này. Thế nhưng cụ thể nó là gì và như thế nào thì đến nay chúng ta vẫn chưa biết. Hoặc cũng có thể Gojo vẫn sẽ tiêu diệt Vua Nguyên Hồn. Tuy nhiên bằng một cách nào đó thì ông thầy này chỉ tác động đến linh hồn của hắn mà thôi. Sau đó sẽ đánh thức bản ngã của Megumi, The Boy lạnh lùng quay trở lại kiểm soát cơ thể của mình. Nhưng có lẽ điều này khá là khó, vì cho đến nay chỉ có Mahito là có khả năng làm được điều đó mà thôi. Chính vì thế mà có lẽ khả năng cao những kế hoạch của Gojo sẽ liên quan tới việc ông thầy này nắm giữ ngón tay cuối cùng. Mình tạm đoán rằng ông thầy dĩ nhố sẽ bằng cách nào đó đánh bại Sukuna với 19 ngón tay, thậm chí là tiêu diệt luôn hắn. Sau đó thì Megumi hấp thụ ngón tay cuối cùng để khiến cho Sukuna buộc phải hồi sinh trong cơ thể của Boy lạnh lùng để cứu anh ta. Sau đó, việc cuối cùng là đánh thức bản ngã của Megumi để anh quay lại kiểm soát cơ thể. Vậy còn các bạn nghĩ như thế nào về kế hoạch của ông thầy này? Liệu Gojo sẽ làm gì để cứu được người học trò của mình? Comment cho mình và mọi người cùng biết với nhé! Bí mật giữ ngón tay cuối của Sukuna. Có lẽ đây là một trong những bí mật mà chỉ có duy nhất Sukuna mới có thể nghĩ ra được mà thôi. Thậm chí là hắn cũng chỉ đoán ra được rằng ông thầy dĩ nhố đang giữ ngón tay cuối cùng của mình, chứ không phải chắc chắn rằng có đúng là Gojo đang giữ nó hay không. Từ đây mới thấy được ông thầy dĩ nhố đỉnh cao như thế nào trong việc cất giữ những bí mật của mình. Theo như kế hoạch mà Sukuna đã nói, thì Gojo dự định giữ ngón tay cuối cùng của mình để khiến cho án tử của Yuji mãi không thể thực hiện được. Như các bạn đã biết thì nhân vật chính của chúng ta đã bị hội đồng cấp cao tuyên án tử vì trở thành kẻ bị nguyên, cụ thể là trở thành thân xác. Để cho vua Nguyên Hồn có thể trở thành một chiếc lồng giam giữ hắn như là một nhà tù, phải nói rằng ông thầy dĩ nhố đã rất vất vả mới có thể giữ cho án tử của Yuji không được thực thi ngay lập tức. Thay vào đó, nhân vật chính của chúng ta sẽ nhận được bản án có phần thuận lợi hơn, đó chính là án tử của Yuji sẽ được thi hành sau khi anh ta hấp thụ đủ 20 ngón tay của vua Nguyên Hồn. Vì Gojo đã trình bày với hội đồng cấp cao rằng phải có hơn 1.000 năm mới xuất hiện một người có thể gọi là hoàn hảo như vậy. Yuji gần như có thể kiểm soát hoàn toàn vua Nguyên Hồn bên trong cơ thể của mình và tự do thay đổi linh hồn với Sukuna. Còn nhớ lần đầu mà ông thầy dí nhố và nhân vật chính gặp mặt, Gojo đã đề nghị Yuji thay đổi với Sukuna trong vòng 10 giây rồi đổi lại. Và ngay lập tức, ông thầy này đã rất ấn tượng với khả năng kiểm soát vua Nguyên Hồn bên trong cơ thể của Yuji. Sau đó thì Gojo đã hỏi ý kiến của Megumi về việc của Yuji và nhận được câu trả lời rằng Boy lạnh lùng muốn ông thầy của mình cứu Yuji và kết quả là ông thầy dĩ nhố đã thực sự kéo dài được bản án của nhân vật chính, thậm chí là thay đổi được toàn bộ cuộc đời của Yuji từ một tử tù Itadori lại trở thành một học sinh của trường chú thuật Tokyo. Sau đó còn có thêm bạn mới và rồi giờ đây anh ta đã trở thành một chú thuật sư mạnh mẽ và đầy tài năng. Có thể thấy rằng Gojo đã tính toán được trước toàn bộ kế hoạch của mình trước khi đàm phán với bàn thượng cấp. Bởi lẽ Gojo đã nhấn mạnh vào việc Yuji sẽ giúp cho việc tiêu diệt vua Nguyên Hồn một lần và mãi mãi trở nên khả thi, và điều đó khiến cho những kẻ ngồi ở vị trí thượng cấp cảm thấy rất hài lòng. Thế nhưng sau đó thì Gojo cũng đã trình bày kế hoạch rằng đợi khi nào nhân vật chính của chúng ta hấp thụ đủ 20 ngón tay thì lúc đó mới thi hành án tử với Yuji để có thể tiêu diệt luôn cả Sukuna bên trong cơ thể. Có lẽ là khi nghe tới đây thì hội đồng cấp cao đã nhận ra được kế hoạch của Gojo khi muốn kéo dài bản án tử cho Yuji.
Tuy nhiên, không một ai nghĩ rằng ông thầy này lại bí mật giấu đi một ngón tay để giúp cho cậu học trò của mình tránh được cái chết. Trước áp lực của Gojo, thì cuối cùng hội đồng cấp cao cũng phải nhượng bộ và đồng ý với đề xuất rằng sẽ thi hành án tử sau khi Yuji hấp thụ đủ 20 ngón tay. Thế nhưng rõ ràng là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra khi mà ngón tay cuối cùng của Sukuna cũng đã được ông thầy nhí nhố bí mật cất giấu đi. Nếu như vua nguyền hồn không nói ra, thì có lẽ chúng ta sẽ không biết được điều này, vì từ trước tới nay chưa có bất kỳ một ai nghĩ rằng Gojo sẽ làm như thế này để có thể kéo dài án tử của người học trò mình, và chắc chắn là việc làm của ông thầy dí nhố sẽ không thể khiến cho Thượng Tần cảm thấy hài lòng được. Chính vì vậy mà sau khi Gojo bị phong ấn vô ngục môn cương, thì hội đồng cấp cao đã ngay lập tức thi hành án tử với nhân vật chính của chúng ta. Mặc dù đây chỉ là vô tình, thế nhưng nhờ đó mà sắp tới đây, Gojo có thể tận dụng ngón tay này của Sukuna để nắm được lợi thế trước vua nguyền hồn. Biết rõ Yuji sẽ thấm nhuần thuật thức của Sukuna nhưng lại không tiết lộ cho bất kỳ ai. Có lẽ là việc Yuji sẽ thấm nhuần thuật thức của Sukuna cũng là điều mà không phải ai cũng có thể biết được. Vì cho đến nay không một ai thắc mắc rằng tại sao nhân vật chính của chúng ta lại không sử dụng được thuật thức. Điều đó chứng tỏ họ không biết về việc Yuji sẽ thấm thuần thuật thức của vua nguyền hồn, rồi từ đó thì anh mới có thể sử dụng được thuật thức của mình. Trong cuộc nói chuyện của Gojo và Yuji sau khi cậu học trò của mình hồi sinh trở lại sau cái chết, Gojo đã nói rằng mỗi chú thuật sư khi sinh ra đều sở hữu một thuật thức bẩm sinh. Chính vì thế mà sức mạnh của chú thuật sư 90% là dựa vào bẩm sinh, vì thuật thức là thứ mà không thể được ban phát hay học được, mà nó chỉ có thể thức tỉnh mà thôi. Vậy nên mà dù có rất nhiều chú thuật sư, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành một chú thuật sư mạnh mẽ được. Tuy nhiên trong trường hợp của nhân vật chính là một trường hợp đặc biệt, bởi lẽ từ trước tới nay chưa có bất kỳ ai có thể dung hòa hoàn hảo với ngón tay của Sukuna như Yuji. Vì thế mà dần dần thuật thức của vua nguyền hồn sẽ khắc vào cơ thể của anh ta, từ đó Yuji sẽ có thể dùng được thuật thức. Và để chuẩn bị cho điều đó thì ông thầy nhí nhố đã đề nghị người học trò của mình phải học cách kiểm soát chú lực, để sau này Yuji có thể thuận lợi trong việc thực hành chú thuật của bản thân khi nó được thức tỉnh. Thế nhưng cho đến hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thấy được thuật thức của Yuji. Thay vào đó, chỉ có một chi tiết duy nhất xuất hiện gần đây, đó chính là dường như Itadori có thể hoán đổi linh hồn của mình với thầy Kasukabe. Thế nhưng đây chỉ là một chi tiết chưa được tác giả khẳng định, vì vậy mà nó vẫn còn đang là một điều bí ẩn. Liệu đây có thực sự là thuật thức của nhân vật chính của chúng ta hay không? Bởi lẽ theo đúng như lời của ông thầy nhí nhố thì đáng lý ra thuật thức của Yuji phải là một trong hai loại trảm kích của Sukuna mới đúng. Vậy nhưng giờ đây Yuji lại có thể hoán đổi linh hồn với người khác, và nếu đúng nó là thuật thức vừa mới thức tỉnh của Yuji thì tại sao nhân vật chính của chúng ta lại sở hữu thuật thức này? Phải chăng là ông thầy nhí nhố không ám chỉ tới việc Yuji sẽ sở hữu thuật thức bẩm sinh của Sukuna, mà thay vào đó khi cơ thể của người học trò của mình đã thấm nhuần chú thuật của vua nguyền hồn thì lúc đó anh ta sẽ tự động thức tỉnh thuật thức bẩm sinh của mình? Hay liệu rằng thuật thức mà Yuji đang sở hữu thực sự là một trong những thuật thức của Sukuna? Và như các bạn đã biết, đó là trảm kích là thuật thức bẩm sinh của Sukuna, nhưng hắn lại có thể sử dụng được đa dạng các loại thuật thức. Vậy nên rất có thể Yuji cũng đã thức tỉnh được một số thuật thức mà vua nguyền hồn sở hữu. Vậy còn các bạn có giả thuyết nào khác cho chi tiết này không? Bí mật hạ sát Thượng Tần. Mặc dù đến nay chúng ta vẫn chưa thể khẳng định rằng Gojo chính là người đã ra tay với Thượng Tần, vậy nhưng nếu đúng là như vậy thì thật sự có lẽ chỉ có duy nhất hiệu trưởng Gakuganji là biết về điều này mà thôi. Trong cuộc trò chuyện của ông thầy hiệu trưởng trường Kyoto với ông thầy nhí nhố thì Gojo đã ẩn ý về việc nếu Thượng Tần chịu lắng nghe và thay đổi thì họ đã có một kết cục khác, và có lẽ ban thượng cấp sẽ khác đi rất nhiều nếu như Gakuganji là người lãnh đạo. Tuy nhiên mọi thứ giờ đây đã quá trễ, và hiệu trưởng trường Kyoto cũng đã kịp quay xe, còn những người khác thì bây giờ cũng đã bộ yên mã đẹp. Thế nhưng liệu Gojo có thực sự là người đã hạ sát toàn bộ Thượng Tần hay không thì điều đó vẫn là ẩn số. Bởi lẽ Kenjaku cũng đã từng tiết lộ rằng hắn đã xử lý những kẻ chống lại mình trong ban thượng cấp, cũng như là những kẻ cố thi hành án tử với Yuji. Vì thế mà cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết được ai mới là kẻ thực sự gây ra vụ thảm sát đối với ban thượng cấp. Nhưng cho tới thời điểm này thì có lẽ là Gojo vẫn còn đang giữ bí mật về sự kiện này và không tiết lộ với nhiều người. Giữ bí mật với Megumi khi Gojo ra tay giết Toji. Có lẽ là hiện tại thì Boy lạnh lùng vẫn chưa hề biết ông thầy Gojo chính là người đã sát hại cha ruột của mình. Bởi lẽ khi ông thầy Gojo đến tìm Megumi vào lúc cậu còn nhỏ, thì ông thầy này đã định nói cho Megumi biết
thầy chính là người đã đục một lỗ trên người của cha Megumi. Thế nhưng thời điểm đó, Boy lạnh lùng lại hết sức lạnh lùng, nói rằng mình không quan tâm tới ông ta, thậm chí là Megumi cũng không quan tâm tới việc ông ta còn sống hay đã chết. Bởi lẽ với Megumi thì việc Toji còn sống hay đã xanh cỏ cũng không có khác gì nhau cả. Ông ta lẫn mẹ của người chị Sumiki đều giống nhau, không một ai quan tâm tới những đứa con của mình mà cứ để chúng tự chăm sóc cho nhau, tới mức mà Megumi quên luôn gương mặt cha mình trông như thế nào sau khi ông ta bỏ đi được vài tháng. Điều đó chứng tỏ mối liên kết giữa cha và Megumi gần như là bằng không. Có lẽ vì thế mà Megumi mới không muốn biết thêm bất cứ thông tin nào về Toji ngay trước khi Gojo định lên tiếng thú nhận. Và có lẽ vì vậy mà Gojo cũng giữ lại bí mật này và không nói cho Boy lạnh lùng biết về sự thật này.